Chào tất cả mọi người, tôi là luật sư Trung thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang công tác tại công ty luật Nam Sơn. Và cái duyên đưa mình đến với mạng xã hội đó là nhờ TikTok. Và rất nhiều người trên TikTok nói là tại sao anh Trung không mở một kênh YouTube để gì? Post những cái video mà anh Trung tư vấn về pháp luật rất là ngắn gọn, rất là dễ hiểu đến với nhiều người hơn. Và như vậy là kênh YouTube này ra đời. Rất là cảm ơn mọi người, nếu như mọi người thấy nó hữu ích thì mọi người xin đăng ký và xin chia sẻ dùng luật sư Trung nha. Và nếu như mọi người có những cái thắc mắc, những cái vấn đề cần trao đổi liên quan đến pháp lý thì mọi người có thể để lại những comment, hoặc mọi người có thể gọi điện đến số 1900 868637 hoặc là luatnamson.com nha. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã tin yêu luật sư Trung trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Hoàng Nhân cũng xin được giới thiệu hai vị khách mời sẽ tham gia tư vấn cho quý vị. Trước hết đó là luật sư thạc sĩ Trần Văn Dầu, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Sơn, cùng với luật sư Nguyễn Thành Trung là phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Sơn. Hoàng Nhân xin được gửi lời chào luật sư Dầu và luật sư Trung ạ. Xin chào MC. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay luật sư Nguyễn Thành Trung là phó giám đốc luật Nam Sơn sẽ cùng đồng hành và tư vấn cho tất cả quý vị khán giả. Xin chào anh Trung và cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình tối nay ạ. Xin chào MC Hải Triều, xin chào quý vị khán giả. Và ngày hôm nay chúng tôi có mời trở lại trường quay vị luật sư cũng rất là quen thuộc, và trong số phát sóng gần nhất thì luật sư này cũng đã giải đáp với chúng ta cái việc là tài sản của vợ chồng sau ly hôn là bất động sản. Và chắc chắn là ngày hôm nay những nội dung tương tự cũng sẽ được chúng tôi giải đáp cho quý vị và các bạn. Chúng tôi cũng sẽ được giới thiệu khách mời là luật sư Nguyễn Thành Trung, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Sơn. Dạ, xin chào anh Trung ạ. Xin chào MC Hải Triều, xin chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, xin được nhắc lại tổng đài của chương trình của chúng tôi ngay lúc này đây là 0826-365-365 và 0827-365-365 đã sẵn sàng để mà nhận những cuộc gọi của quý vị khán giả để chúng ta có thể tương tác trực tiếp với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay và nghe những cái phần giải đáp của luật sư Trung, quý vị nhé. Không biết là sau cái số phát sóng đầu tiên với cái chủ đề là tài sản vợ chồng sau ly hôn là bất động sản thì luật sư có nhận được nhiều những cái thắc mắc tiếp theo thông qua những cái kênh cá nhân của mình không ạ? Thưa MC Hải Thiều, thưa quý vị khán thính giả, thực sự là cái chủ đề về hôn nhân gia đình, đặc biệt là liên quan đến vấn đề phân chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân cũng như là sau khi ly hôn là một chủ đề rất là nóng. Và sau cái chương trình mà được vinh dự tư vấn trên truyền hình Quốc hội thì luật sư Trung nhận được rất là nhiều quan tâm từ quý vị khán thính giả là hỏi luật sư Trung thông qua các kênh cá nhân và thực sự là trả lời không hết được, nên là hôm nay rất là may mắn khi đã được lên đây để mà chia sẻ thêm các cái kiến thức liên quan đến lĩnh vực này ạ. Dạ vâng, rất cần những thông tin từ phía luật sư. Như Hải Triều đã có nói thì quy định pháp luật thì rất rõ ràng và trong những cái văn bản rất là cụ thể, thế nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta thì ít nhiều chúng ta cũng không có chú ý và dường như là mình cũng không có nhiều điều kiện để mà tiếp cận những cái văn bản pháp lý này. Đến khi xảy ra chuyện rồi thì chúng ta mới tiếp cận đến nó thì dường như là nó cũng đặt trong cái tình thế đã rồi. Thành ra là việc mà chủ động chúng ta tiếp cận những văn bản luật này và chủ động tiếp nhận những cái thông tin từ phía chương trình thì sẽ là một cái cách để mà chúng ta có thể có thêm những cái thông tin, những cái kiến thức liên quan đến lĩnh vực là hôn nhân và gia đình, quý vị nhé. Đây là kênh TikTok của luật sư Trung nhé. Các bạn có thể lên TikTok và gõ chữ luật sư Trung Sài Gòn thì nó sẽ ra. Vâng, các bạn kéo vào đây này. Đó, toàn là các video ngắn tư vấn về các vấn đề trong cuộc sống liên quan đến pháp luật rất là nhiều. Đến tin thời điểm này nó có đến hàng trăm video rồi. Thì các bạn có thể xem từ từ, đúng không? Từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới theo các cái chủ đề khác nhau. Đó, rất là nhiều luôn. Nó có thể phải đến cả trăm, hơn trăm các cái video ngắn. Đấy, các bạn có thể xem đủ mọi chủ đề. Trong đó thì liên quan nhiều nhất đến đất đai, thừa kế, ly hôn, tranh chấp, chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn. Đấy, và các cái vấn đề khác liên quan đến những cái câu chuyện thường nhật trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta gặp phải liên quan đến các cái quy định của pháp luật. Còn nếu như các bạn, đây là Facebook cá nhân của luật sư Trung. Thế thì luật sư Trung cũng ít khi mà dùng Facebook để mà thực hiện các cái công việc lắm. Và chỉ post lên đó những cái video nào nó vui vui thôi. Thế còn Facebook thì luật sư Trung thường thường chỉ dùng ở mục đích cá nhân là nhiều nhé.